Xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách pha trà bí đao để uống giảm cân ha. Đây là các bạn, thì các bạn đầu tiên là cần một gói trà bí đao. Các bạn cần một cái bình nửa lít. Mình cần phải có nước sôi nữa ha. Với lại bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn pha luôn. Đầu tiên là các bạn mỗi lần pha, một ngày mình uống thì chỉ cần lấy 10 miếng trà bí đao khô thôi. Bây giờ thì mình sẽ cho 10 cái miếng trà bí đao khô này vào trong cái bình nửa lít này ha. Rồi các bạn, đó, các bạn cho 10 miếng trà bí đao khô, rồi sau đó mình chế nước sôi ha. Mình chỉ cần cho nửa lít thôi, mình đợi ra trà rồi mình uống lai rai từ sáng tới chiều ha, là một ngày đó. Còn nếu mà các bạn uống thanh độc giải nhiệt đó, thì các bạn có thể là uống ít hơn cái lượng này ha. Đó, đầy bình rồi, bây giờ thì mình sẽ đậy nắp nó lại. Thì bây giờ trong lúc mà chờ nó ra trà, mình sẽ chia sẻ với các bạn một vài thông tin liên quan tới cách làm trà bí đao ha. Thì những cái video trước á, mình có hướng dẫn các bạn á, là bí đao của mình á, mình mua về mình rửa cái vỏ rồi mình cắt nhỏ nó, rồi sau đó là mình phơi nắng ha. Phơi thì chỉ cần khoảng 2 nắng to thôi là mình đem vào, rồi sau đó mình sao vàng lên. Mình sao vàng lên thì mình sẽ được những cái miếng bí đao khô như thế này nè các bạn. Nó khi mà sau khi sao vàng á, thì mình sẽ cho cái nước trà nó có màu vàng và nó có vị thơm hơn. Còn nếu mà mình chỉ phơi mà mình không có sao á, thì nước trà nó sẽ không có được cái màu vàng đẹp này nha các bạn. Đó, cho nên các bạn nhớ lưu ý là phải sao lên. Tại vì sao lên á, thì giúp cho cái trà này nó triệt tiêu cái phần độ ẩm á, thì bảo quản được lâu hơn. Còn nếu chỉ phơi không thôi á, thì bảo quản sẽ không được lâu nha các bạn. Còn có một cái lưu ý thứ hai mình muốn nói với các bạn là mùa này là mùa mưa, nên nếu mà các bạn nào mà tự làm trà bí đao thì các bạn lưu ý á, là mưa xuống thì mình không làm được nha các bạn. Tại vì nước mưa mà nó chỉ cần dính một tí xíu vào trong cái miếng trà thôi là cái miếng trà nó sẽ bị ra nhớt và nó hư luôn, không có cách nào cứu lại được nữa hết á. Cho nên các bạn canh trời mưa thì mùa này mưa các bạn hạn chế làm trà bí đao ha. Tại vì nếu mà mình phơi xong rồi mình đi làm thì nhiều khi lúc đó đang mưa mình sẽ không có về để mà mình xử lý kịp thời thì nó sẽ bị hư, thì rất là phí. Thì các bạn lưu ý như vậy ha. Có một cái thông tin thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn là bình thường các bạn sẽ thấy là ở trên mạng đó người ta hay nói là 20 kg bí đao tươi sẽ làm ra được 1 kg trà bí đao khô. Nhưng mà trà này của mình làm á, thì là cái bí đao này của mình á, là mình bỏ cái phần ruột nha các bạn. Cho nên là nếu mà các bạn nào làm theo cái cách của mình bỏ ruột luôn á, thì các bạn cần phải mua tới 25 kg bí đao tươi, 25 kg thì mới được ra được 1 kg trà bí đao khô nha các bạn. Thì nó hơi hao hơn, nó hơi hao hụt hơn so với lại cái cách thông thường. Nhưng mà mình thấy bỏ ruột đi á, thì cái nước trà nó ngọt hơn, nó thơm hơn. Và nó ra nước á, nó cũng không có bị, các bạn thấy không, khi mà cái miếng bí nó nở ra rồi á, nó không có bị lợm cợm cái hạt. Thì mình uống nó cũng dễ hơn và bảo quản cũng được lâu hơn nữa. Cái đó là cái cách của mình. Mình thấy nó hợp lý và nó, tuy là nó hơi tốn bí đao nhiều hơn một tí, nhưng mà mình thấy được ra được cái trà nó ngon hơn, thì mình thấy nó cũng xứng đáng á. Đây là một cái bình trà 500 ml các bạn. Có nghĩa là một lần các bạn lấy 10 miếng bí đao như thế này, là miếng bí đao khô này nè. Các bạn cho vào một cái bình nửa lít, các bạn chế nước sôi vào và sau đó chờ cho nó ra trà. Thì sau khi mà nó ra trà rồi thì các bạn có thể để vào trong tủ lạnh để uống lai rai từ sáng tới chiều ha. Cách uống thì mình cứ uống từ sáng tới chiều thôi. Với những bạn mà bị huyết áp thấp thì mình nên uống sau khi đã ăn rồi. Còn với những bạn còn lại á, thì mình nên uống cả trước và sau khi bữa ăn luôn ha. Thì cái công dụng của nó sẽ nhiều hơn, nó sẽ giảm cho mình được nhiều hơn á. Cho nên các bạn lưu ý như vậy ha. Mà sau khi cái trà này nó nguội rồi á, thì các bạn cũng nên để vào trong tủ lạnh. Để vào trong tủ lạnh uống nó mát á các bạn. Nó cũng uống nó cũng ngon hơn. Và mình thấy là bảo quản cũng được nữa. Tại vì trời nó nóng á, thì đồ ăn nó dễ bị hư, kể cả nước cũng vậy. Nó dễ bị ôi, cho nên là các bạn để vào tủ lạnh thì mình uống cả ngày trà nó vẫn cứ thơm ngon, mát lạnh, rất là sảng khoái luôn. Mình thấy là các bạn nên, lần đầu tiên các bạn nên duy trì uống cái trà này trong vòng 30 ngày ha. Kể cả những bạn mà
uống giảm cân hay là uống để thải độc. Uống cái trà này á thì nó sẽ giúp mình giải độc cơ thể nè, nó là giúp mát gan nè, giúp cho mình đẹp da nữa, và nó còn có một công dụng đặc biệt là giảm mỡ thừa, mỡ bụng lâu năm. Nên là các bạn tận dụng cái bí đao của mình ha. Việt Nam mình thì có rất là nhiều bí đao, từ Bắc chí Nam mình thấy ở đâu cũng có thể trồng được hết, cho nên là mình mua cũng rất là dễ dàng ha. Mình mua bí cũng được, hoặc là mình mua cái trà bí đao người ta làm sẵn á, mình thấy là trên mạng cũng có rất là nhiều người bán. Thì các bạn nên duy trì uống liên tục trong vòng 30 ngày, chứ nếu mà mình uống cách ngày á thì nó sẽ không còn thấy cái tác dụng giảm cân nữa. Các bạn phải chịu khó kiên trì uống mỗi ngày thì mình sẽ thấy được cái hiệu quả của nó ha. Bạn cứ nhảy lên cái cân á, các bạn kiểm tra đi, các bạn sẽ thấy nó rất là hiệu quả luôn. Mỗi tuần các bạn có thể xuống được nửa ký luôn đó các bạn. Thì trong vòng một tháng các bạn có thể xuống được từ 2 đến 3 ký tùy vào thể trạng mỗi người. Thì trong quá trình giảm cân thì các bạn cũng lưu ý là nên ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, điều độ ha, thì cái quá trình của mình nó sẽ thể hiện rõ ràng hơn. Thì hôm nay mình làm video này cho các bạn xem, các bạn thấy không? Trà thì chưa có ra hết, mới có chưa được 10 phút nữa mà nó đã chuyển sang cái màu vàng rất là đẹp rồi. Nó đẹp y như là cái màu trà trong cái bình này của mình vậy đó các bạn. Thì các bạn có thể thấy là trà của mình làm ra uống rất là thơm ngon, màu sắc rất là đẹp và công dụng rất là hiệu quả ha. Bạn nào mà tự làm cũng được, mình có làm mấy cái video hướng dẫn rất là cụ thể mà cách làm cũng đơn giản lắm, các bạn có thể dựa vào cái video đó để làm theo mình. Còn nếu mà các bạn nào muốn mua cho nó nhanh á thì các bạn có thể để lại số điện thoại cho mình, hoặc là các bạn gọi vào số 0908 644 200 để đặt mua sản phẩm trà bí đao của mình ha. Video của mình tới đây là kết thúc rồi. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ha. Bye bye.